huấn luyện võ thuật, công phá, bắn súng, bơi lội, lướt ván, lặn sâu dưới biển, đổ bộ đường không trên máy bay. Tại các đơn vị trong quân đội ngày nay đều có sự tham gia tích cực của nữ giới. Rất là sợ, nhìn từ trên cao nhìn xuống thì bên dưới nó rất là nhỏ, mình cảm thấy rất là sợ bởi vì em là một người rất là sợ độ cao, không dám bước xuống và thậm chí còn là khóc ấy ạ. Cảm thấy rất là sung sướng vì mình đã có thể vượt qua được chính mình, vượt qua được cái sự nỗi sợ hãi của bản thân. Không đòi hỏi quá nhiều về thể lực, nhưng ở một số lĩnh vực đặc thù lại đòi hỏi ở nữ giới sự nỗ lực và bản lĩnh đặc biệt. Ví dụ trường hợp đồng chí Nguyễn Thủy Linh là một trong số rất ít người đạt yêu cầu điểm tuyệt đối 30/30 để vào trường quân y, hiện đang công tác tại khoa giải phẫu pháp y, bệnh viện quân y 103. Thực sự là nó có rất là có ý nghĩa, mình hiểu được cái nguồn gốc của bệnh tật, hiểu được tại sao bệnh nhân lại bị bệnh như vậy, có triệu chứng lâm sàng như vậy, thì cái gốc gác của bệnh tật và giúp được bệnh nhân thì đấy là niềm vui rồi. Nói về gương vượt khó, nhiều người dân Kon Tum đều biết đến tác giả của chiếc máy hủy giấy đa năng có giá thấp nhưng tính năng lại vượt trội. Trong 8 giờ có thể hủy được 6 tạ giấy, gồm cả bìa cứng, bao ni lông, sách, ghim, kẹp. Với những đóng góp thiết thực cho đơn vị và cộng đồng, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Trinh, nhân viên văn thư bảo mật, phòng tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum đã được ghi nhận và đánh giá cao, đặc biệt 2 năm liền được tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc và là một trong 10 gương mặt phụ nữ nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2018. Mới đầu rất là khó khăn ở chỗ là mình là phụ nữ, thứ hai là không hiểu gì về ngành cơ khí chế tạo máy móc, cái đây rất khó, mà điện là cũng không biết nữa đấy. Chính đấy là mình cũng trăn trở. Còn đây là thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, nữ sĩ quan đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có mặt tại phái bộ Nam Sudan năm 2017. Tại môi trường có nhiều diễn biến phức tạp, thường xuyên xảy ra xung đột như ở địa bàn mà các phái bộ của Liên Hợp Quốc làm nhiệm vụ, đòi hỏi bản lĩnh và ý chí mạnh mẽ mới có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ, nhất là với nữ giới. Công việc của tôi là đa phần là làm đêm, từ 4 giờ chiều hôm nay đến 8 giờ sáng hôm sau. Trong ca trực của tôi thì tôi nhận các email từ các đơn vị và nếu như có sự cố gì toàn thủ đô Juba hoặc là sân bay gửi về để chúng tôi xử lý, báo cáo lên cấp trên và sau đó thì có một cái ngay lập tức trong vòng 30 phút sớm nhất là phải gửi một cái báo cáo để sang trụ sở chính ở New York, Mỹ. Và sau đó thì phải đưa ra những cái phân tích tình hình có thể diễn biến tiếp theo và làm chuẩn bị một cái slide báo cáo để sáng hôm sau khi mà tôi hết ca, tôi đổi ca cho bạn khác thì chúng tôi báo cáo trước lãnh đạo. Những nữ quân nhân vừa nêu là một phần trong số hàng vạn nữ quân nhân đã và đang phát huy tốt truyền thống phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quân đội để đóng góp tích cực cho đơn vị, cho xã hội.